Một đại ca đặt câu hỏi cho tớ rằng là anh Hoàng ơi, thì em mới làm nghề môi giới, thì cho em hỏi một chút là mất bao lâu thì em mới có thể gọi là giỏi nghề và thạo nghề. Đây là một câu hỏi cũng rất là thú vị, và đây là cũng điều băn khoăn của một số anh chị em bước vào nghề. Thì ai khi bước vào một cái nghề mới nào đó, không chỉ là nghề môi giới, họ cũng luôn băn khoăn rằng là liệu mình có làm được không, mình có phù hợp với nó không, liệu nó có thu nhập tốt không, rồi liệu công việc này thì tương lai nó sẽ ra làm sao. Thế thì đấy là câu hỏi băn khoăn của rất nhiều người, và cái tâm trạng của nhiều anh chị em là luôn luôn nghĩ rằng là mình phải nỗ lực, mình chịu khó, bởi vì khi mình mới bước vào nghề ai cũng nghĩ là như thế, và họ cũng sẽ băn khoăn là bao giờ mình giỏi nhỉ, bao giờ mình được như người này, được như người kia nhỉ, đúng không? Và đấy là cái điều mà khát khao của rất nhiều anh chị em. Thì cái để trả lời câu hỏi rằng là liệu bao lâu bạn trở thành một môi giới giỏi hoặc là thành thạo với nghề, thì xin thưa anh chị em là cái câu hỏi này thì cũng rất là khó trả lời. Ở đây thì cá nhân tớ thì với kinh nghiệm đã huấn luyện trực tiếp khoảng độ 200 anh em làm nghề môi giới, và huấn luyện online cũng khoảng độ khoảng gần 2.000 anh em, thì tớ nghĩ là như thế này, tớ đúc kết lại những cái con số liệu thì tớ thấy rằng là để mà một người gọi là thành thạo, biết gọi là tương đối tốt trong nghề môi giới, thì các bạn sẽ mất khoảng độ 12 tháng, hay gọi là 1 năm đi, 1 năm. Thế thì đấy là một người mất 12 tháng, thì sau 12 tháng thì người đó sẽ thành thạo, cái thứ nhất là về pháp lý này, họ sẽ biết được những cái thủ tục, những quy trình mua bán, những cái giấy tờ cần có, rồi quy trình sang tên hay những cái vấn đề pháp lý nó sẽ nảy sinh trong quá trình giao dịch bất động sản thì họ sẽ nắm được. Rồi thì những cái nơi nào công chứng, rồi chi phí công chứng, chi phí thuế má giấy tờ họ cũng sẽ nắm được. Cái thứ hai họ sẽ nắm được là gì, là cái kiến thức về bất động sản ở cái khu vực này, giá cả bao nhiêu, rồi như thế nào là bất động sản đẹp, như thế nào là bất động sản dễ bán, đâu là bất động sản đắt đó, thì họ nắm được khoảng độ đến 8 đến 90% những cái kiến thức đó. Rồi cái nữa là gì, họ sẽ có được những cái kiến thức cơ bản trong cái việc là làm thế nào để tìm kiếm khách hàng, rồi tiếp theo là làm thế nào để tư vấn khách hàng, làm thế nào để mà thực hiện một cái vụ chốt ra làm sao, là những thức cơ bản họ làm họ họ sẽ nắm được. Rồi những cái chi phí, những cái công cụ cần tốt trong nghề để sử dụng ra làm sao, thì đấy là một cái những cái thức cơ bản nhá. Còn để giỏi thì cá nhân tôi nghĩ là họ chưa thể, đó gọi là có thể giỏi được nhá, nhưng để xuất sắc thì chắc chắn là chưa sau 1 năm đó. Thì đấy là một người chịu khó và nỗ lực, và có thường anh em lưu ý là nếu những người mà có tầm khoảng độ 10 giao dịch nhá, hoặc ít nhất là phải 5 đến 7 giao dịch trong 1 năm thì họ mới thành thạo những cái vấn đề đó. Còn những người 1 năm trời họ đi làm nhưng mà có khi chỉ có một giao dịch thôi, thì những người đó một hai giao dịch thì những người đó không thể giỏi được, họ rất là kém trong một những cái lĩnh vực đó. Ví dụ như họ kém trong cái việc là gì, là xây dựng danh sách sản phẩm tất chất lượng, hoặc là họ kém trong cái việc là tìm kiếm khách hàng, hoặc là họ kém trong cái việc lựa chọn chiến lược để mà phát triển sự nghiệp của mình, hoặc là họ không chịu học tập kỹ năng bán hàng, hoặc họ không chịu học tập kỹ năng chốt sale, rồi cái phương pháp làm việc hiệu quả họ không có, hoặc là họ lại không có công cụ phù hợp để phục vụ cho công việc của mình. Thế tức là họ sẽ yếu một cái điểm nào đó, họ vẫn có những cái điểm mạnh riêng nhưng mà thường họ không hoàn thiện được, giống như là một đội bóng chẳng hạn, thì mà có thể là họ giỏi tấn công nhưng họ yếu phòng ngự chẳng hạn, hoặc là họ rất là giỏi phòng ngự nhưng mà họ giỏi tấn công nhưng mà cái kỹ năng dứt điểm nó rất là kém chẳng hạn. Đấy là những cái điểm yếu nào đó khiến cho họ không thành công. Thì theo kinh nghiệm của tớ thì các bạn sẽ phải mất 12 tháng. Tuy nhiên nhá, đấy là gọi con số trung bình dành cho những người nỗ lực chịu khó và có giao dịch nhá. Chứ còn nếu như mà làm theo cái kiểu là làm bán thời gian, ở đây tôi nói là những người dành toàn tâm toàn ý thời gian để làm việc, thì 12 tháng là đủ để các bạn có thể trở thành giỏi, và các bạn sẽ có thu nhập nếu mà trung bình nhá, ít thì cũng phải được 20 triệu một tháng trong nghề môi giới. Còn nếu bạn kém hơn thì tôi không nói, nhưng mà cái con số đối với một môi giới giỏi có thu nhập 20 triệu trong 1 tháng là chuyện hoàn toàn bình thường, không có gì mà phức tạp cả, không có gì là cái chuyện không thể cả. Mà thực tế có rất nhiều anh em mà thu nhập đến 40-50 triệu 1 tháng là chuyện quá bình thường cơ nhé. Cái thì đấy là chia sẻ là bao nhiêu lâu để các bạn có thể giỏi nghề. Mà có một cái điểm lưu ý anh chị em phải nhớ rằng là thông thường để các bạn có được những thu nhập đầu tiên trong nghề thì các bạn phải xác định cho tớ từ 2 đến 3 tháng đầu tiên
các bạn phải rất là nỗ lực chịu khó để các bạn có ngay giao dịch nhé. Ở đây từ trong công ty của tôi thì cũng không ít trường hợp là khi họ vừa mới vào trong tháng đầu tiên họ có giao dịch ngay, họ kiếm 15, 20, 30, 50 triệu ngay, đấy là chuyện mà hoàn toàn có. Tuy nhiên những con người như vậy thì không có nghĩa là một tháng họ đã biết rồi, mà trong cái tháng đầu tiên đó họ có sự may mắn, có sự hỗ trợ của công ty, có sự hỗ trợ của những người đồng đội thì họ mới có những giao dịch ngay. Bởi vì những tháng đầu tiên như vậy họ rất là bỡ ngỡ, cái nguồn hàng của họ không có nhiều, họ không biết đâu là nhà đẹp, nhà xấu, họ cũng không biết khách hàng nào thực sự là chất lượng, họ cũng không có thành thạo kỹ năng tìm kiếm khách hàng, họ không có kỹ năng tư vấn, rồi quy trình giao dịch ra làm sao, họ rất là ngơ ngơ ngang ngang, họ chưa nắm rõ, thậm chí viết một cái hợp đồng đặt cọc họ cũng không nắm được. Đó, thế là đối với những cái trường hợp mà có giao dịch ngay rồi có thu nhập ngay trong tháng đầu, tháng thứ 2, tháng thứ 3 khi các bạn vào làm thì điều đấy cũng rất là bình thường thôi, và rất nhiều công ty, nhiều anh em họ có cái thu nhập như vậy. Tuy nhiên thì nó đến từ sự may mắn này, rồi những cái sự quan trọng nhất là đến từ sự hỗ trợ của công ty, hỗ trợ của những người đồng đội, những người đi trước trong công ty thì họ mới có nhiều cơ hội. Ví dụ như này, tôi có khách hàng, hoặc tôi có nhà đẹp chẳng hạn, tôi quý ông này thì tôi rủ ông này đi cùng chẳng hạn, hoặc là tôi có khách hàng nhưng tôi bận, tôi không chăm được, tôi nhờ ông này đi cùng chẳng hạn. Thế ví dụ như vậy thì là hai anh em đi cùng nhau thì ông ấy cũng có giao dịch đấy, thì chúng ta cần có sự hỗ trợ. Nên là anh em, đặc biệt những người mới vào nghề thì phương án 1, anh em nên lưu ý là tìm cho mình một cái công ty có nhiều người giỏi để và có văn hóa làm việc tốt, họ sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ nhau để khi các bạn mới vào thì các bạn nhanh chóng được hỗ trợ về kỹ năng, rồi hỗ trợ về khách hàng, về sản phẩm thì các bạn sớm có giao dịch. Và khi các bạn có cái giao dịch thì các bạn sẽ có động lực hơn, sẽ thấy yêu nghề hơn. Còn nếu các bạn để lâu quá, khoảng 2 tháng, 3 tháng các bạn không có giao dịch thì rất dễ sinh tâm lý chán nản và mất đi sự tự tin nhá. Đấy, một là lựa chọn công ty tốt. Đấy, cái thứ hai là phải nỗ lực chịu khó, và nếu như chẳng may mình làm một mình, không có công ty thì hãy kiên trì nhá. Rồi ok. Xin lỗi nghe. Đó. Hãy kiên trì nhá. Kiên trì, nếu như chẳng may 2 tháng, 3 tháng thì cũng không sao cả. Thì hãy cái xây dựng chiến lược là gì? Hãy xây dựng nguồn sản phẩm của mình thật tốt và kiên trì đăng tin, đăng bài quảng cáo để mà sau có thể là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng đầu bạn không có giao dịch, nhưng đến tháng thứ 4, thứ 5 bạn thậm chí bạn có tới 3, 4, 5 giao dịch một lúc, điều đấy cũng hoàn toàn bình thường. Chỉ cần bạn nỗ lực, bạn chịu khó thì chắc chắn là cái kết quả sẽ đem lại cho bạn trong cái nghề này. Bởi vì cái nhu cầu mua bất động sản thì cho dù thị trường có lên hay có xuống thì nó luôn luôn có, và chỉ cần các bạn có sản phẩm tốt, có cái số lượng khách hàng đủ lớn thì chắc chắn bạn sẽ có giao dịch thôi nhá. Rồi chúc cho bạn sớm thành công với nghề. Và nếu như ai đó đang mới bước vào nghề, đang băn khoăn, đang bơ vơ thì phương án 1 tôi nhắc lại là hãy tìm cho mình những người đồng đội, những người công ty tốt để các bạn, họ sẽ có sự hỗ trợ, các bạn nhanh chóng có thu nhập để có niềm tin và có tình yêu lớn hơn với nghề. Còn nếu như các bạn không có công ty, không có anh em thì hãy chịu khó học tập ở trên các kênh YouTube và những quyển sách hay những người thầy khắp mọi nơi trên Internet để các bạn có thêm động lực và nhanh chóng sửa mình. Ví dụ chúng ta đi làm, chúng ta sai ở đâu, chúng ta nhanh chóng học tập, chúng ta biết, chúng ta sửa cái sai của mình, chúng ta để chúng ta nhanh chóng đúng hơn và làm những cái công việc nó phù hợp, hiệu quả hơn để sớm có thu nhập. Và chúc các bạn sớm giỏi nghề môi giới. Cảm ơn anh chị em đã xem kênh video của tớ, và nhớ đăng ký, ấn cái nút màu đỏ đăng ký để khi mà, hoặc là các bạn có câu hỏi gì các bạn hãy đặt câu hỏi xuống trong các video, và tớ nếu như tớ thấy câu hỏi nào có nhiều anh chị em quan tâm thì tớ sẽ làm video về chủ đề đấy cho anh chị em. Rồi xin chào, cảm ơn anh chị em đã lắng nghe.